Cây trà và là loại cây ngoại nhập vào nước ta. Trước đây, chủ vườn nhập về làm cây kiểng do có hình dáng bắt mắt, được khách du lịch thích thú. Tuy nhiên, loại cây này lại cho trái sum suê, có màu sắc vàng, giòn, ngọt, ăn rất ngon, mang lại giá trị kinh tế cao. Nên cây trà là đang được các nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu trồng thử nghiệm và nhân rộng nhằm chuyển đổi cây trồng. Tại làng Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, vườn trà là của ông Nguyễn Văn Xuân, xã Tân Khánh Đông, rộng 0,5 hectare, với trên 300 gốc đang cho trái chín sum suê. Du khách ở các tỉnh đến tham quan rất thích thú vì nhìn không chỉ đẹp mà trái ăn lại rất ngon. Ông Nguyễn Văn Xuân cho biết, ông bắt đầu trồng trà là từ năm 2015, chủ yếu bán cây giống. Mỗi cây trà là cao khoảng 35cm, có giá trên 1 triệu đồng. Với những gốc trà là lớn, có đường kính trên 20cm được bán với giá trên 8 triệu đồng. Những năm qua, cây trà là đã mang lại nguồn thu lớn cho gia đình ông. Ông Xuân chia sẻ thêm, đây là loại trà và có nguồn gốc ở Hawaii, rất đẹp, trái lại ngon. Được nhiều người yêu thích nhưng chưa được trồng phổ biến ở Việt Nam. Ban đầu ông mua về trồng thử nghiệm, về sau thấy cây mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhân rộng. Hiện tại vườn ông Xuân, trà là đang cho trái với hai màu vàng và đỏ. Mỗi cây cho 4 đến 6 buồn trái, mỗi buồn trái có trọng lượng 7 đến 10 kg, giá bán 350.000 đồng một ký. Dù giá cao nhưng khách không tiếc tiền bởi màu sắc đẹp, trái chín ăn giòn, ngọt. Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu mua cây giống thì có thể mua tại vườn và qua mạng xã hội để giới thiệu cây giống. Hiện có rất nhiều khách ở Hà Nội, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mua cây trà là với số lượng lớn. Còn tại Long An, ông Nguyễn Tấn Thành, thị xã Kiến Tường đã trồng 100 cây trà là giống cái nhập UAE trên diện tích 1 hectare và dự kiến cho trái sau 2 năm. Ông Thành cho biết, trước đây, ông trồng bằng giống thường, bằng hạt cây mọc lên nhưng toàn cây đực nên không có trái. Năm 2022, ông Thành quyết định nhập giống từ các nước ở Tây Á về trồng, khoảng 3 triệu một cây giống. Tuy chưa đến thời điểm cho trái nhưng cây lớn nhanh, ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc. Dự định sắp tới, khi trà là ra hoa, ông sẽ mua phấn từ cây đực để cấy mô. Đây là công đoạn cực nhất, nhưng nếu thực hiện thành công sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Sau khi cấy mô, trà là sẽ ra trái rất sai. Loại trái này lớn hơn trà là giống Thái và có giá hơn 450.000 đồng một ký. Không chỉ ở Long An, Đồng Tháp, cây trà là đang được nhiều khu du lịch sinh thái ở các địa phương khác của vùng đồng bằng sông Cửu Long cho trồng trên diện rộng để vừa bán trái vừa tạo cảnh quan phục vụ du lịch. Dù mang lại giá trị kinh tế cao, song các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nhà vườn không nên trồng trà là ồ ạt vì hiện nay chưa có thị trường ổn định, chủ yếu do người dân thấy lạ mắt, đến tham quan, mua thưởng thức. Khi có nhiều nhà vườn trồng, cung vượt cầu, giá sẽ bấp bênh như các loại cây ăn trái khác từng gặp phải.